Bà xong chưa? Còn tiền chưa? Trước thì lắc rồi sau thì xe đeo. Sáng thì bây giờ mua rẻ lên xe lên đồng đều với nhau hết rồi. Mày nhờ lại rô nhiều lắm thì cũng chỉ mua rẻ 50 đồng và mày kéo đi hỏi kéo đi mẹ. Lại làm tiếp. Mày đi xem. Thế nào đâu? Nó thế nào? Bỏ kính cận nó đi. Bỏ kính cận nó đeo đi. Bạn nào ai làm gì vậy? Ai làm gì vậy hả? Người cổ rồi đó. Bán được 4.000 mấy? À, tuyệt quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cơm nó để đi từ đây này. Chiều mà.